Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đỗ ha. Thì đây là một cái clip giới thiệu về những cái thức ăn mà giúp cho cá cảnh các bạn. Đó, đây là thức ăn này là cám thái các bạn ha. Thì hũ này là được 50g trên 30k nha các bạn. Thì hũ này là 50g và dành cho tất cả các loại cá cảnh nhỏ nhỏ như là beta, guppy nè các bạn. Đó, cái loại cám này thì rất là thơm và độ đạm rất là cao ha. Thì mình bán cám thái này là một hũ 50g 30k nha các bạn. Mình sẽ đi kèm với đơn cá ha. Và tiếp theo đây là tôm mía, thì loại này là 70% nha các bạn. Thì mình đang bán một hũ là 150k trên 50g nha. Hũ nhỏ một chiếc, hũ nhỏ mình bán cho các bạn ha. Mà có đi kèm bộ ốc luôn các bạn. Bộ ốc này thì 30k một bộ nha các bạn. Rồi rất là nhiều dụng cụ đây luôn ha. Và sẽ có một cái vợt xanh nữa ha các bạn. Đó, dành cho tất cả các bạn nào mà muốn ấp tôm mía cho cá bột beta ha. Rồi, xin mời tất cả các bạn đi theo chân mình để mình giới thiệu với các bạn cái đợt cá ngày hôm nay. Let's go. Hôm nay là một ngày xả cá của mình nha các bạn. Thì đợt cá đợt này lên rất là nhiều cá cho các bạn chơi ha. Thì dòng đầu tiên là dòng Dumbo thủy sinh các bạn. Do hàng này là hàng những hàng còn lại các bạn ha. Thì mình sẽ xả cho các bạn với giá là 30k một đôi. Hàng này nó có cái tai mà cái tai nó hơi nhạt hơi nhỏ nha các bạn. Giá sẽ là 30k một đôi dành cho tất cả các bạn nào mà muốn thả thủy sinh ha. Thì cái đời con của nó ra nó vẫn lên tai bình thường nha các bạn, nên các bạn cứ yên tâm. Về cá trống cá mái ha, thì trống thì cái tai nó hơi nhạt một tí nên giá sẽ là 30k một đôi, mình xả số lượng cho các bạn ha. Thì đi rẻ sẽ là 30k một đôi nha các bạn, đi xỉ số lượng nhiều 40 cặp thì sẽ mềm hơn. Và cái hàng này thì mình đi đơn từ 200.000 nha các bạn, tất cả các cá cộng lại mình đi đơn từ 200.000 để cho các bạn có thể tham khảo ha. Tại do là cá bảy màu thì mình sẽ bảo hành tận nhà cho các bạn ha. Để các bạn mà cá tới mà nó có trục trặc thì mình sẽ hỗ trợ và bảo hành cho các bạn đúng với cái giá trị mà các bạn đã mua ha. Ví dụ các bạn mua cá bên mình mà đi đến nơi mà nó có chết gì đó thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn bằng cách là mình gửi tiền lại, hoặc là các bạn sẽ lấy cá trong những cái đợt cá tiếp theo mà các bạn đặt ha. Tiếp tục là Blue Tarzan các bạn, dòng này là dòng rừng xanh ha. Đó, dòng này thì dành cho tất cả các bạn này yêu mến cái dòng cá mà trên đầu nó có cái điểm xanh. Và cái dòng này nó có cái đặc điểm là như thế này, các bạn nuôi càng lâu thì cái đuôi của dòng này nó sẽ rất là bự các bạn, nên dành cho tất cả các bạn yêu mến những cái dòng cá nuôi ngoài trời ha. Đó, dòng cá mắt đen cực kỳ khỏe, và dành cho tất cả các bạn nào yêu mến cái dòng có cái điểm xanh trên phần đầu và nuôi lâu dài nó sẽ đuôi rất là bự các bạn ha. Dòng này thì rất là dễ chơi nữa. Đó, thì đầu video thì mình sẽ có bán thức ăn cho các bạn nào mà cần ha, nên các bạn nào mà muốn nuôi số lượng ở ngoài trời giống như hồ này nè. Đó, và chúng ta cho ăn cám thì nó sẽ rất là đẹp luôn. Hồ này là hồ Blue Dragon, là rồng xanh nha các bạn. Hồ này thì size giống rồi. Hôm nay xả cho các bạn với giá là 100k một đôi rồng xanh size giống nha các bạn. Hồ này thì mình thấy số lượng rất là nhiều. Nhìn cho tất cả các bạn nào yêu mến dòng rồng xanh ha. Thì cái bộ rồng xanh bên mình thì các bạn có thể thấy được cái độ lung linh của cái bộ giáp nè. Mà cái màu xanh của phần đuôi nó rất là đẹp các bạn. Size cực kỳ lớn dành cho các bạn nào thích vệ sinh sản liền á. Đó, máy thì size bự các bạn ha. Đó, thì nhận cá thanh toán tiền các bạn, mình ship COD cho các bạn nha. Bạn nào mà thật sự thích cá thì hãy đặt, tại vì do là mình lấy cái uy tín mình ra, mình bảo đảm với các bạn là cá chất lượng và đến tất cả các bạn hình ảnh đẹp ha. Đây là bầy rồng xanh rất là đẹp các bạn, cá nó tưởng mình cho ăn nó bù lại rất là đẹp nếu mà các bạn nuôi mà nó đẻ ra sinh sản ra như thế này ha. Cá bảy màu thì cũng rất là dễ sinh sản nếu mà các bạn nuôi tốt với cái chất lượng nước các bạn. Đây, hồ này nó có lên tảo xanh nè, tảo vừa thôi, thì cái hồ này mình thấy nó lung linh. Các bạn chỉ cần mà ngắm cá bằng mà thấy nó bù lại như thế này là thấy rất là đẹp các bạn. Bạn nhìn nhận cái con cá rất là đẹp ha. Tiếp tục là dòng coi đen sọt rít bông, hàng này là 80k một đôi nha các bạn, một trống một máy ha. Thì mình chỉ bán theo cặp nha các bạn. Đó, thì một cặp như vậy là 80k và phí ship toàn quốc sẽ là 50.000 nha các bạn, để cho các bạn có thể tham khảo được. Mà phí ship đã bao gồm một cái thùng xốp có thể nuôi cá được và 30k tiền ship nha các bạn. Đó, nếu mà phí ship có, tại vì do là mình cân theo ký thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn tiền ship là bằng cách là nếu mà nó có vượt hơn cái số tiền mà 30k đó thì mình sẽ bù vào ha. Tiếp tục là mình quay cho các bạn cá giống của dòng rồng đỏ BDS Hmu nha các bạn. Cái dòng này thì đường cái là cái bộ vây nó rất là dữ luôn, do là cái hồ này nó đã sinh sản rất là nhiều rồi. Hâm hẩm là một tháng trước mình đã quay cho các bạn xem đó, thì cái bộ vây nó rất là được luôn các bạn ha. Thì mình quay cho các bạn xem cái giống trước, những chú cá mà các bạn nuôi lâu nó sẽ như thế này ha, và nó sẽ bự hơn nữa. Và nếu mà các bạn nuôi cho nó phơm hồ kiến á, thì nó sẽ bự hơn nữa. Đây là cái hồ giống của mình, thì mình sẽ cho nó vào dèo đẻ các bạn, thì sẽ sinh sản ra ngoài
thì mình sẽ bảo đảm cái bộ gen cho các bạn khi mà các bạn nuôi về sau ha. Nếu mà các bạn nuôi tốt thì sẽ lên giống như vậy ha, cho các bạn có thể tham khảo được. Đây là cái hồ rất là rộng và rất là nhiều cá, thì mình sẽ vớt xô trên hồ kiến cho các bạn xem cái chất lượng của cái bộ cá này. Dù cá nó còn tơ nhưng mà cái vây là cái đuôi nó ra bộ xì ta tia các bạn, nó rất là đẹp các bạn. Những cái bộ cá này nó có xì tia đuôi nè, nó cái vây đó thì vây bê đớt, nhưng các bạn cá trống thì nó không có đẹp bằng cá mái, do cái bộ ren này là thiên về cá mái các bạn. Bảy màu rồng đỏ này nó sẽ chia theo hai cái loại, là một loại là thiên về cá trống đẹp, hay là thiên về cá mái đẹp. Thì bộ này là thiên về cá mái nha các bạn, cá trống thì nó cũng tương đối ha, cho các bạn tham khảo được và chơi được ha. 150k một đôi như thế này, một trống một mái các bạn ha. Cá mái các bạn thấy đã có vây rồi nha. Đây là tiếp tục là dòng HPGO, đây là bộ cá giống của mình nha các bạn. Thì mình tại sao mình nói là cá nhập là do là nó có khả năng lên cái đuôi bự và con mái nó có cái vây sệ các bạn. Thì các bạn nhìn nhận tốt cái bộ gen, thì những cái bộ cá này mà đuôi đọt tròn đều hơn nữa thì có thể đem đi thi đấu được đó. Thì những chú cá thường 4 đến 5 tháng thì nó sẽ có cái độ đẹp tốt nhất mà các bạn nhìn nhận tốt ha. Thì do là những chú cá nó đã sinh sản rất là nhiều lứa rồi, mà cái bộ giống thì các bạn có thể thấy được là rất là đẹp ha. Thì mình cung ứng những chú cá đời con cho các bạn tốt hơn, bơi cực kỳ sệ luôn các bạn, mái thì căng tròn, vẫn căng vẫn đẻ sinh sản rất là tốt luôn nè các bạn. Mình cho các bạn xem nè, chỉ cần một cặp mà nó đẻ ra mà các bạn nuôi mà các bạn cho ăn tốt thì xin như thế này ha. Bộ này mình nhập tới mấy triệu một cặp lần, tại do là mình muốn đẻ cái đời con cái chất lượng, mà mình lấy đời con mình bán cho các bạn tốt nhất mà có một cái số lượng cá đẹp chơi, thì mình bảo bảo với các bạn bộ ren về cái nguồn ha. Đây là mình quay cá con các bạn nha. Đó, cái này là mình đã phơm hồ kiến tầm một tuần lễ rồi đó, là phơm hồ kiến bằng cách là các bạn sủi oxy và các bạn cho tôm mía với lại trùng chỉ ha. Hai cái loại thức ăn này nó sẽ giúp cho con cá nó bung màu tốt nhất và đẹp nhất cho các bạn tham khảo. Đây là HPDS nha các bạn. HPDS thì nó sẽ có cái màu nó là đỏ tươi ha, đỏ tươi và nó màu rất là đẹp các bạn. Mình quay các bạn xem ha. Thì các bạn nào xem lâu thì đã thấy được cái bộ mái của con này rồi nha. Đó, quan trọng là con trống nha. HPDS Pro thì đa phần thiên về cá trống nhiều hơn, do là cái độ đẹp nó thiên về cá trống. Bảy màu là 90% là đẹp, độ đẹp về cá trống rồi nha các bạn. Đó, tiếp tục là dòng câu Red E. Đó, Red E thì size nó tơ các bạn. Size này sẽ tơ nha, size tầm 2 tháng rưỡi thôi mà đã full tai, full lưng, gần full lưng các bạn. Nuôi về lâu về dài thì nó sẽ full lưng nha các bạn. Bộ này nó rất là tốt mà nó còn tơ mà nó đã lên full hai tai rồi. Thì cái này là gọi là size mini mà nó đã full thì gọi là cái bộ ren tốt. Bạn nào mà muốn chơi coi Red E thì có thể bắt những cá này về tập chơi ha. Giá chỉ 250 thôi các bạn. Còn trống lẻ là một con trống lẻ là sẽ là 100k một con nha các bạn. Đây các bạn nào muốn đổi máu đồ thì có thể bắt chú cá trống về chúng ta cho chéo với lại mái ở nhà mình ha. Bạn nào mà đã có dòng này rồi thì chúng ta có thể đổi máu để cho cái đời con mình sẽ tốt hơn và đạt nhiều cái chất lượng cao hơn. Và xin chúc tất cả các bạn một buổi tối ấm áp bên gia đình nha. Nếu thấy hay để lại mình một cái like, một đăng ký, và đừng quên để lại một cái chuông thông báo ha. Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một video gần nhất của mình nha.